Shop hàng Nhật Nội Địa xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020. Em lên sóng một chiếc máy điều hòa di động Sanyo kiêm hút ẩm kiêm sưởi. 4 chức năng trong một. Nhiều bác có lầm tưởng là mua con máy hút ẩm mà các bác sửa ấm được nhá. Xin thưa các bác là máy hút ẩm không có tính năng sưởi ấm nhá. Nó sấy quần áo bằng hình thức hút ẩm chứ không phải là sấy bằng hình thức sưởi đâu ạ. Để trên này các bác muốn có sưởi ấm các bác phải lấy con Sanyo này để tư vấn cho các bác để các bác nắm được. Con Sanyo này ngoài cái chức năng làm lạnh vào mùa hè, cái chức năng hút ẩm sấp xỉ 20 lít một ngày thì nó có chức năng sưởi ấm riêng biệt các bác nhé. Sưởi ấm hít đây các bác này. Đấy, đây là một cái máy có chức năng sưởi nhá. Còn máy hút ẩm thì không có tính năng sưởi đâu ạ. Đấy, tránh việc các bác nhầm lẫn, các bác mua về các bác tưởng sưởi được. Máy hút ẩm không có tính năng sưởi ấm nhá. Các bác nào có nhu cầu mua máy đa năng vừa hút ẩm vừa sưởi ấm vừa làm mát thì các bác lấy con này, nó là một cái lựa chọn cực tuyệt vời luôn. Giá cả thì cũng rất là hợp lý, điện thì lại 220V, hàng thì lại sản xuất tại Nhật luôn. Đấy, đây là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý cho các bác nhé. Máy có bánh xe di chuyển rất là tiện này. Đấy, các bác có thể ngồi ở bất kể đâu, các bác đẩy ra, các bác cắm điện trực tiếp 220V và các bác ngồi sưởi ấm luôn. Kể cả mùa hè cũng vậy, các bác ngồi thổi trực tiếp vào người cực mát luôn ạ. Được, nhiệt độ mùa hè nó ra vào khoảng 25-28 độ C, ngồi trước cửa gió nó rất là dễ chịu. Đây là một cái chiếc máy mà em bán, em đa năng, em thấy nó rất là tiện lợi. Máy hoạt động êm ái, bền bỉ, hàng Nhật, để điện 220V. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ chiếc này. Đấy, con này em bán là 3 triệu 2 nhé. Giá 3 triệu 2, để các bác lưu ý là như vậy. Công suất của nó đây là qua điện 220V nhé, công suất 330W lạnh này, hút ẩm 330W và sưởi ấm 1250W, hút ẩm 20 lít một ngày này. Đây. Đây, các bác nào lấy thì muốn sưởi ấm thì các bác lấy con này. Các bác có thể xem trên kênh YouTube của em, đây nhiệt độ sưởi đang lên 86,8 này, các bác nhìn thấy ạ. Đây là một con có tính năng sưởi riêng biệt nhé, chứ không phải dùng hút ẩm để sưởi ấm đâu nhá. Chào các bác.